Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Hôm nay thì Thành tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn những mẫu nhà mới. Đây là một căn nhà với thiết kế cơ bản, với phong cách và một mặt dựng hiện đại, nằm ngay mặt tiền của một đường nhựa lớn, và đường nhựa này hai làn, cách đường hương lộ 2 chỉ có là 50m thôi. Căn nhà mình có kết cấu nhà một trệt và ba lầu quý vị ha. Tuy là với một thiết kế nhà một trệt ba lầu, nhưng mà cái chiều cao của căn nhà thì nó bằng với những căn nhà có lực luôn quý vị. Thì đó đồng nghĩa với cái việc là cái trần nhà của những phòng cũng như những không gian nhà chúng ta sẽ nó sẽ cao và nó thoáng hơn những căn còn lại quý vị nhé. Với một thiết kế thì hiện đại với những mảng tường là ốp gạch sạch sẽ, gạch bóng kính, thì quý vị sẽ sở hữu một căn nhà mà có thể nói khi sau này chúng ta ở lâu dài, chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng luôn nhé. Ở trệt thì chúng ta có gara ô tô, có phòng khách, phòng bếp, có phòng vệ sinh, cũng như có cái giếng trời sau và có bề rộng tầm khoảng 1m quý vị nhé. Diện tích căn nhà là ngang 4 và dài 14m, tọa lạc tại trục đường Hương Lộ 2 và cách mặt tiền đường Hương Lộ 2 chỉ có là 50m thôi. Quý vị nào mà đang tìm kiếm nhà ở khu vực quận Bình Tân, mà nhất là trục đường Hương Lộ 2 này. Ở Hương Lộ 2 thì chúng ta sẽ có trường học các cấp rất là gần này, có cổ ốc Bình Tân, có bệnh viện Bình Tân nhé. Rồi lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai toilet nằm bên trong nha quý vị. Không gian phòng thì mỗi phòng có diện tích tầm khoảng 20m2 nha. Một thiết kế cơ bản, và khi chúng ta nhìn vào chúng ta có thể thấy được bên trong nó như thế nào rồi. Chủ yếu là Thành muốn quay cho quý vị xem chính xác hơn. Đôi lúc chúng ta bất tiện trong việc đi lại, chúng ta có thể xem trực tiếp trên video luôn. Đây là video thật, người thật và giá thật quý vị nhé. Rồi, đây là tầng 2, thì cũng diện tích và không gian tương tự tầng 1 nha quý vị. Giá bán của căn nhà này thì cuối video Thành sẽ ghi rõ trên màn hình cho quý vị có thể tham khảo ha. Và hướng chính của cái căn nhà này là hướng chánh đông quý vị nha, phù hợp với anh chị nào là đông tứ trạch ạ. Rồi, xin phép mời quý vị và các bạn di chuyển lên không gian của tầng thượng lầu 3. Lầu 3 chúng ta có một không gian phòng giặt này, không gian phòng sân phơi ở phía sau. Đó, một cái sân phơi ở phía sau. Và có không thờ và không gian ở phía trước. Đó, sân phơi ở phía sau cũng rất là rộng và đã làm sẵn hệ thống rào rồi ha. Đó, phòng thờ ở phía trước rất là to luôn, mà đây có thể sử dụng làm phòng ngủ luôn cũng được nha quý vị. Đó, thì tổng cộng chúng ta có tới 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh. Quý vị nào mà quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho Thành nha, và giá bán thì Thành đã công khai rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ.